Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay con sẽ mở hộp và review một cây sáo DG đến từ thương hiệu Mutong. Thì mọi người có thể thấy vỏ hộp bên ngoài của sản phẩm được làm khá là bắt mắt và chỉnh chu. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra và quay chi tiết cho mọi người xem bên trong có những gì nha. Thì mình thấy ở bên trong rất là đầy đủ phụ kiện. Chúng ta có một gói màng rung cao cấp và một chiếc ốp bảo vệ màng rung. Chúng ta có một cái dây treo sáo, công dụng chỉ để trang trí thôi, màu đỏ khá đẹp. Chúng ta có một lọ dầu bôi trơn khớp nối. Chúng ta có một cục a dao keo dán màng chuyên dụng. Đó chính là tất cả các phụ kiện của cây sáo. Bây giờ chúng ta sẽ đến nhân vật chính, đó chính là cây sáo được để ở trong một túi nhung màu đỏ rất là chỉnh chu. Đây là phần nửa cây sáo, phần lỗ bấm. Cây sáo được sơn màu đen, mình thấy cái lớp sơn này khá là xịn đấy, cầm rất là mịn tay và được quấn những vòng cướp màu trắng, đầu nhựa giả ngọc. Cây sáo này mình đã bỏ ra trước và dán màng để test mai gửi cho khách, nên là mọi người đừng thắc mắc tại sao mà sáo mới mà đã dán màng rồi nha. Đây là phần nửa còn lại cây sáo, phần lỗ thổi. Phần đầu này thì được khắc thơ văn gì đấy, chữ Trung Quốc. Và vẫn là những vòng cước màu trắng. Đầu nhựa giả ngọc, nhựa cao cấp rất là đẹp. Thì dòng này mình đặt mã cho nó là DG Mutong Q3. Thì dòng này có hai loại, một là khớp đơn, hai là khớp kép. Thì cây mình đang cầm đây là chính là khớp kép. Và bây giờ mình xin được phép test âm của cây sáo này. Mời mọi người cùng lắng nghe bản thu